lộ tài sản quý giá chưa từng được công bố của cô ca sĩ Phi Nhung. Quản lý tiết lộ tài sản cố ca sĩ Phi Nhung để lại, xin ý kiến khán giả hướng xử lý. Mới đây trên trang cá nhân của mình, quản lý bất ngờ hé lộ tài sản quý giá của cố ca sĩ Phi Nhung, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, người quản lý cho biết, cố ca sĩ Phi Nhung còn một album dân ca với hơn 12 bài chưa được phát hành. Album dân ca này được xem như tài sản quý giá của cố ca sĩ Phi Nhung để lại sau khi đột ngột qua đời vì Covid-19. Ngoài ra, quản lý Phi Nhung còn xin ý kiến của khán giả Ba Miền về cách xử lý về tài sản này. Bài đăng của người quản lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận gợi ý về hướng xử lý tài sản tinh thần của cố ca sĩ Phi Nhung. Có người cho rằng nên phát hành địa CD để lưu giữ kỷ niệm. Có khán giả cho rằng nên phát hành luôn để mọi người có thể thưởng thức giọng ca của Phi Nhung. Một số bình luận dưới bài đăng, thật tâm muốn nghe một lèo cho đã nhưng cũng muốn có cảm giác chờ đợi ra từng bài hát, giống như cảm giác chờ đợi được gặp chị ạ. À. Làm liền đi anh, cố gắng ra trước 49 ngày chị. CD để lưu giữ làm kỷ niệm, rồi mới phát hành dần trên YouTube và USB. Có thể nào ra CD bán rồi chít một ít lợi nhuận góp vào nuôi mấy đứa con ở Việt Nam của chị Phi Nhung được không ạ? À? phát hành bên kênh YouTube Thúy Nga cũng ổn đó, nên ra kịp 49 ngày hay 100 ngày của hai có ý nghĩa hơn nữa. Có thể thấy tình cảm của khán giả dành cho cố ca sĩ Phi Nhung là vô cùng sâu đậm. Dù đã vĩnh viện ra đi, nhưng không ít fan âm mộ vẫn tiếc thương cho cuộc đời đầy đau khổ và khó khăn của Phi Nhung. Người ta tiếc thương cho một giọng ca hay, một đức tính luôn luôn giúp đỡ những người nghèo khổ, khó khăn.